Hi, chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến bạn cái game là Alone in the Dark Illumination. Không biết mình có chơi nổi game này không, chứ mình thì không có thích chơi mấy game gọi là kinh dị lắm. Nhưng mà tóm lại mình nghe nói một bạn ở trên mạng nói cái game này hay. Mới vô nhìn là hay rồi đó. Gì đây, chọn cảnh đi, cái này bị khóa rồi, ghê quá vậy. Mới chơi dễ dễ, chơi easy cho dễ. Hunter, chơi cái này, thằng này có cái súng bá nè. Rồi nó đang load. À, cái game lần trước mình chơi là One Piece Warrior đó, thì nó cái cốt truyện hay nhưng mà cái cách chơi nó cứ lặp đi lặp lại, mình cứ phải vào cảnh xong mình đánh hết lính, cho nên nói chung là mình làm một vài tập để mấy bạn tham khảo, rồi ai có chơi thì chơi thôi. Mình cũng chơi game đó tới bây giờ mình đúng lại là chưa hết, không biết được nửa đường chưa, mình cũng không biết nữa. Wow, thị trấn ma God Tower. Ý dữ á, súng này ngon á. Rồi này có hai loại. Wow, xét đánh nghe ghê vậy ta. Ý nó có cái gì kìa. Ơi, có cái gì ghê vậy? Mình làm cái gì? Turn the line, open the door, đi lock rồi. Thôi luôn rồi, bắn hơi gỡ luôn à. Cái đèn trái rồi kìa. E là gì ta? E là súng lửa hả? Ngon. Rồi xì cái chết queo. Ui, trên đây nữa nè. Ha. Ui, anh đi ngay trên đó. Rồi đi luôn. Rồi cái máu mắt là không được lụm. Con gì luôn. Đây có cái thùng này, nó mở ra là có cái gì trong đó. Game sinh tồn mà mình phải lụm hết mấy cái này. Phô vít chịt luôn, phù thủy luôn. Ui, rồi boom luôn kìa, ghê quá. Cái chớp chớp này là gì? À, firelight, ok. Lượm mấy cái đó vô để xì lửa. Đâu rồi? Để trả lấy. Chết nhé. Chết nhé anh bạn. Rồi nè. Chỉ cần vô lửa một cái thôi là mình bắn một viên là tử vong liền. Đây, vô đây. Đây, đây.
nhé. Đây có quá trời máu luôn. Ghê quá. Ở đây sương khói. Ê ê ê ê. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ê ê. Chạy. Bật đèn lên. Ê, có thằng. Tôi vô nhà thờ đây. Tụi bay là ma không có được vô nhà thờ đúng không? Ôi, ghê quá. Nó vô luôn kìa. Vô đây nó gặp mấy con đèn đó, nó cũng thấy mẹ nó thôi. Ồ, rồi mấy cục này làm gì? Có gạt cái này xuống không? Không. Cái đẹp chết queo luôn. Chạy. Nói vô đây làm gì trời? Đây làm gì thằng lôi hả? Ôi. Đẹp đúng rồi. Ở nó giật mấy kia kìa. Nó giật chết hết rồi. Sao nó không giật mình? Nó giật mấy kia thôi. Khá đó, vũ khí lợi hại đó. Chọc đốt lửa lên ơi. Rồi nhé. Né ra. Ôi, mình đứng mình che cái bóng mà nó lửa nó không có lên tới được, ánh sáng nó không tới được mấy thằng đó, mình cũng bị nó cũng trở lại cái bình thường. Đó, có lửa là có tiền. Đây, có máu, ăn máu vô. Đây là widget luôn. À đây có lửa. Đây. Quá ngon. Không có sợ gì hết á. Chỉ vô là ăn thôi. Ok. Có đồ chơi gì kìa. Bo Evidia luôn. Lụm đạn. Thôi chết nhé. À đây có bóng đèn. Được. Bóng đèn. Nhốt lại luôn. Là cái bóng đèn hả? Ồ. Ngon. Chết luôn kìa. Ồ, phải đi lấy một cái cuộn cho cái cục đó nữa. Kiểu giống như là mình đang xây một cái giống như cái lô cốt để mình ở trong đó để mình không bị tấn công. Được. Này đốt lửa lên. Ngon. Thấy bắt đầu thấy an toàn à. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại chắc ăn. Có gì để ở ngoài đó đi, bật đèn lên. Bật đèn lên cho sáng nha, sáng cửa coi. Ôi. Xét mà cái giật mình. Đây có đèn bật lên, đúng rồi. Trời ơi. Đây, có đèn bật đèn lên. Có đèn là có tiền. Lấy đèn. Ủa ra đâu thằng nào bắn mình quá xịt nó một cái là chết liền.
xịt những cái là mày đi liền. Đó. Thôi em đi. Ôi ghê quá đó, trời ơi. Rồi tử vong xác phụ nữ ghê quá. Cái này có đốt lửa lên được không? Không, cái này không có đốt lên được. Đèn lên tùm lum vậy rồi bên kia đi tới đây là chết hết chứ chạy đâu chấp hết. Trời ơi quá mạnh à, giờ có cái này sét đánh xuống cái là mấy kia tử vong liền. À, đây có cái đèn hồi nãy không đốt lên đó, sáng hết lên. Cái game này là gọi là thể loại sinh tồn đó, nói vô rồi ngon rồi. Sáng đèn rồi sao nữa? Oh, objective complete, complete rồi. Sao nữa đây? Oh, cái này cái gì? Vô đây hả? Dây nữa để nối vô cái máy đó đằng kia kìa. Giữ là chuyến đi này. Wow, xa vậy. Khá là xa hơn là bình thường. Xa cũng phải đi thôi. Mình còn lửa, không sợ. Dùng được ghê. Rồi có chiếc xe đạp nè, lấy chiếc xe đạp chạy cho lẹ ta. Cái cửa khóa rồi, ở đây có cái bóng đèn thắp lên mới được đó, sáng lên rồi. Hết đường hơi tiêu rồi. Đây đây có cái nữa ngon á. Cửa nó bị khóa rồi, ta đi chơi chỗ khác thôi. Cái game này cái tiếng lúc nào nó cũng vậy ta, thiệt sợ chết đi được. Đây đây đốt lửa lên. Ô cái này đốt không được. Ô cái địch sét đánh mà chớp thì ghê. Đây đây mới thấy cái đốt đèn rồi đây. Đốt lửa lên em. Ở trong đó giờ sao đi vô trong trời, xung quanh toàn hàng rào không à, để kiếm chỗ nào leo vô rồi. Đâu rồi, đây 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 là cái chỗ vô máu đầm đầm. Vậy ồ vậy là mình diệt hết quái khu này rồi, hết chạy nổi rồi. Đi khúc đi bộ vậy thiệt luôn, xác người nằm lai láng. Sao
nó hồi rồi chậm mà mình đi có cái hết trơn luôn ta. Là chỗ này an toàn à. Mà mình thắc mắc là cái máy này để làm cái gì? Nó làm cái gì đi? Về nó gần rồi kìa. Sale room ở đâu? Nó kêu mình đi vô một cái căn phòng an toàn. Ở đây đây đây. Đây không phải, không phải cái này. Oh, đúng rồi, vô 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 kia, vô kia. Trời, giờ mình thấy. Làm nãy giờ đi kiếm à, full level ở đây rồi. Ok, lâu rồi đó. Ok, hoa cảnh, anh cũng xin chấm dứt cái video này ở đây. Nếu mà có thắc mắc cái gì về cái game này thì mấy bạn cứ inbox ở dưới, comment ở dưới. Còn cái mọi cái chi tiết thì mình để ở trong description hết rồi mấy bạn, nếu bạn thích á, thì nhấn like và subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn mấy bạn.